Bác Sát Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và sách toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bác Sát Huy hôm nay sẽ dẫn quý vị đến thăm một cái vườn cây. Vườn cây chắc chắn là quý vị chưa lần nào được chiêm ngưỡng. Vườn cây của chú Khuyến tại Phù Đồng, Hà Nội. Thưa quý vị, ở cái vườn cây này, đây là cái vườn cây thứ hai của chú. Chú có một cái tư gia, một căn nhà thờ. Thì trong cái thước phim trước, Bác Sai Đô Huy cũng đã chia sẻ rồi. Đây là một cái vườn cây, vừa là cái xưởng sản xuất của chú, vừa là cái không gian để chú chơi rất nhiều cây nữa. Rộng lắm quý vị ạ. Và ở cái sân chơi này, ở khuôn viên này, cũng có rất nhiều cây cảnh xanh si, rất nhiều. Và còn mộc hương, rồi một số những cái dòng cây khác. Thì ngay trước mắt quý vị thì quý vị đã nhìn thấy rất nhiều cây rồi. Nhưng đến bây giờ thì Bác Sát Huy sẽ đi từng tác phẩm cho quý vị ngắm. Mà quý vị sẽ cảm nhận được những cái tác phẩm tưởng như đơn giản. Nhưng qua bàn tay của chú. Chú yêu cây, chú chăm chút, chú tạo tác. Thì đến nay cũng rất là đẹp. Quan trọng là tự nhiên, có hồn. Đơn cử như cái tác phẩm như thế này, chúng ta nhìn thấy rất là tự nhiên. Một cây xanh quê quý vị nhé. Chúng ta cứ yêu cây hết mình, dành hết, dồn hết cái tâm sức của mình, trí tuệ của mình cho những cái tác phẩm yêu quý của mình. Thì tác phẩm của chúng ta sẽ đẹp lên từng ngày quý vị ạ. Những tác phẩm được chú chăm chút, Bác Sát Huy cảm nhận thấy thay đổi rất lớn. Một thời gian trước đến thăm chú, đi thăm cái tử đường nhà chú, thì có qua đây thăm vườn cây này, nhưng mà lúc đó thì hơi rộng. Bác Sát Huy lúc đó thì không chia sẻ. Nhưng quả tình là chỉ có mấy tháng, nhưng mà quay trở lại thì Bác Sát Huy bất ngờ với cái dàn cây này. Chúng ta ở đây không so sánh những cái giá trị kinh tế quý vị nhé. Chúng ta nhìn thấy ở những cái tác phẩm này, chúng ta thấy được những cái đường nét riêng làm theo cây và tự nhiên. Và chúng ta chắc chắn là nhìn ở đây không có cây nào giống cây nào. Đó là lời khẳng định. Nói như vậy để thấy được là các chú làm cây theo cây, chứ không làm theo một cái khuôn mẫu nào cả. Và cái đó là cái rất là cần trong cây cảnh quý vị nhé. Những cái khuôn mẫu bắt chiếc cũng có một cái rất nhiều cái ý tốt, nhưng mà đa phần thì là không tốt. Hôm nay chúng ta sẽ ngắm những cái tác phẩm có thể những cái giá trị kinh tế không phải là quá lớn, thế nhưng cái điều quan trọng là đem chúng ta đến cho chúng ta cái vẻ đẹp tự nhiên, cuốn hút, lôi cuốn chúng ta. Bác Sát Huy đang đến thì cũng gặp chú Bồi cũng đang sửa cây cho chú Khuyến. Chú vẫn đang làm ở trong này quý vị ạ. Bác Sát Huy đến để chào chú một tiếng. Chào chú Bồi nhá. Chú ơi, cháu chào chú nhá. Chào Bác Sát Huy. Vâng. Chào tất cả các bạn đang xem kênh. Này, chú Bồi là người trực tiếp sửa cây cho chú Khuyến. Nghệ nhân lão luyện rồi quý vị ạ. Chú Bồi năm nay Tết này là được bao nhiêu tuổi chú? Sáu mấy rồi? Chú sáu mấy rồi? Chú tên này là 65. Chú 65. Vâng. Đấy, đôi tay, đôi chân vẫn dẻo dai chú nhỉ. Tay vẫn khéo léo lắm. À, chú đang sửa cái xanh quê cho chú Khuyến quý vị nhá. Chào chú nhá. Chú làm tiếp đi để cháu đi chia sẻ tiếp cho mọi người ngắm dàn cây
do chú Bồi cắt sửa cho chú Khuyến. Cái này đã đẹp lắm rồi. Cái hàng cây trước thì nhiều cây mịn hơn. Đây chỉ là vườn cây thứ hai của chú Khuyến quý vị nhé. Nhưng trong này chúng ta có thể chọn lựa ra được rất nhiều những tác phẩm hoàn thiện, ấn tượng. Và tác phẩm ngay trước mắt quý vị, bà xã Đỗ Huy mê bởi cái cách thiết kế bóng mái. Mình nhìn thấy toát lên cái vẻ tự nhiên rất cao. Cây nhìn rất có chiều sâu. Và quý vị nào mà đang non những kinh nghiệm tạo tác thì chúng ta cần nghiên cứu những tác phẩm mà chúng ta muốn tạo tác có chiều sâu, thì chúng ta phải có những nghiên cứu những cái đường nét riêng, những cái cành bố cục làm sao cho hợp lý. Cây nào cần cành rơi thì chúng ta sẽ tạo những cành rơi, và cây nào cần những cái cành phông mà chúng ta sẽ phải thiết kế. Như cây này thì chúng ta nhìn thấy cành rơi, cành la, cành bồng và cành phông có hết. Trông cây có hồn mà trông rất là có chiều sâu. Nếu cây cảnh mà chúng ta làm đơn giản, đơn giản thì hoặc là đơn điệu, hay còn nói là đơn điệu, thì rất dễ làm cho chúng ta nhanh chán mắt. Thì với cá nhân Bonsai Đỗ Huy thì rất muốn cho mọi người chúng ta nên làm cây có chiều sâu. Tất nhiên là những nghệ nhân giỏi thì Bonsai Đỗ Huy không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng những anh em vẫn còn đang vừa làm vừa học hỏi, chúng ta cần nghiên cứu. Kính thưa quý vị, một cái thân tưởng đơn giản như này, nhưng qua bàn tay của các chú các anh, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy đã có hồn. Ví dụ như cái bóng dáng này thì chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta bố cục bông tàn ra làm sao để cho hợp với cây. Đây, chúng ta đến với ngắm một cái tác phẩm ngay trước mắt quý vị này. Tác phẩm này cũng vậy. Cái tử đằng sau lưng quý vị nhé, vừa là tử mà vừa là cành phông. Quý vị nhìn thấy cái đó vừa là tử và vừa cành phông quý vị nhé. Thế và cái tử này đấy, với những cái nhiều cây khác thì sẽ không làm tử như này, nhưng với cây này thì làm tử thế này thì Bonsai Đỗ Huy cảm thấy hợp lý, không bị che đường thân mà lại làm bố cục cây thêm chặt chẽ, ấm cúng. Nói như vậy là chúng ta nhìn thấy từ cái chi tiết tử cũng đã khác những cây khác rồi. Thì cái đó là cái làm theo cây, lương theo cây. Và chúng ta sẽ đi ngắm tiếp những cái tác phẩm ở khuôn viên của chú Khuyến. Đây, như tác phẩm này cũng vậy. Nhìn lâu cảm thấy rất là thích thú. Có những cái đường nét nghệ thuật tự nhiên bay bổng. Và phía đây, bên trong này cũng là cành phông. Ta nhìn thấy cành phông ở trong đó. Mà có những cành phông thì cây rất có chiều sâu quý vị nhé. Với cái tình yêu cây thì chú có thể biến không thành có, biến những cây tưởng như đơn giản thành những cái cây có hồn, nhìn rất đáng xem.
Và theo như mong ước của chú Khuyến thì khoảng 2-3 năm tới thì chú sẽ hoàn thiện một cái sân cây, một cái vườn cây. Trong đó có hàng trăm những cái tác phẩm ấn tượng. Thì đây là cái vườn cây thứ hai. Thế và trong cái sân cây từ đường của gia đình chú, trong đó có cái dàn cây VIP ở trong đó. Thì nếu như quý vị theo dõi Bonsai Đức Huy thì cái thương phim trước Bonsai Đức Huy cũng đã chia sẻ, đã giới thiệu với quý vị cái loạt cây ở trong đó rồi. Quý vị sẽ đến tiếp những cái tác phẩm ở phía trong. Ở đây thì chủ yếu những cây tầm trung. Mà trong này thì nhiều cây ấn tượng lắm quý vị ạ. Quý vị đến ngắm tiếp một cây sinh quê. Cây nào cây đấy đều rất già, đồ cốt chậu, già lắm quý ạ. Cây xanh quê già hóa đá rồi. Hôm nay chúng ta sẽ được khám phá một cái vườn cây gần như ít người biết đến. Những khán giả ở xa thì gần như là chúng ta không thể biết được cái vườn cây này. Và hôm nay thì Bonsai Đức Huy đến có trách nhiệm chia sẻ gửi tới quý vị. Thưa quý vị, những cái tác phẩm dù lớn hay dù nhỏ, nhưng mỗi một tác phẩm đều mang một cái giá trị và đem cái giá trị của chúng ta. Thì tức là đã đem đến một cái niềm vui của chúng ta. Và không quan trọng là cây to hay cây nhỏ, hay cây nhiều tiền hay cây ít tiền. Quan trọng là tác phẩm đó chúng ta chơi, chúng ta phải yêu và chăm sóc như cái đứa con của mình ấy. Thì cây sẽ trả ơn chúng ta. Và tác phẩm này, chúng ta đến với tác phẩm này rất là hay quý vị ạ. Tác phẩm này rất ấn tượng quý vị ạ. Với cá nhân Bonsai Đức Huy thì Bonsai Đức Huy này thích những cái đường nét như thế này. Cây có một cái gì đó tuy là chưa hoàn thiện hẳn, nhưng mà nhìn có cái nét chơi. Nó cảm nhận là có cái nét chơi ở trong cây. Nếu những cái tác phẩm mà không có cho ta những cái nét nghệ thuật thì chúng ta rất dễ mà rất nhanh nhàm chán. Nhưng cái đường nét nghệ thuật và nghệ thuật ấn tượng thì chúng ta có ngắm mãi cũng không chán. Và hôm nay thì Bonsai Đức Huy đến với nhà chú Khuyến tại Phù Đồng và chia sẻ cho quý vị hai thước phim, một thước phim tại Tư Gia cũng là từ đường Mộc Gia Nguyễn, và thước phim này thì tại cái vườn cây chơi cây của chú, và cũng là cái xưởng sản xuất
Ở đây thì rộng rãi lắm quý vị ạ. Không gian thì chúng ta nhìn thấy chú kê đặt, sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Ở đây có rất nhiều những cái tác phẩm hoàn thiện, đẹp. Trong thước phim này thì Bonsai Đa Huy đã truyền tải cho quý vị. Và đến đây thì Bonsai Đa Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.